Bây giờ là 6 giờ chiều các anh chị. Bây giờ là khu vực Thủ Thiêm, hiện Khoa đang có mặt ở khu vực Thủ Thiêm. Thì cái khu vực này bây giờ cuối tuần chủ nhật thì rất là đông các bạn thả diều lớn đều cũng tập hợp ở đây luôn. Bây giờ các anh chị xem cái khu vực thả diều ha. Ở ngay dốc cầu Thủ Thiêm 1 chúng ta sẽ thấy nè, trên bầu trời nè. Đen kịch luôn những cánh diều. Bây giờ chạy gần hơn về cái khu cầu. Thì đây là ngay cái đại lộ vùng cung nè các anh chị. Rất là đông thấy chưa? Các bạn trẻ ra đây tác nghiệp, hình ảnh chụp hình tự sướng các kiểu rất là nhiều. Rất là vui nha, chủ nhật. Wow, trời. Cả ngàn cánh diều các anh chị, đông lắm. Phía xa xa chúng ta có thể về phía được quận 1. Ở đây. Khu vực Thủ Thiêm hiện đang phát triển rất là nhiều dự án hạng sang. Phân khúc tầm khoảng là 6.000 cho tới 9.000 đô mỗi mét vuông. Thì hiện bây giờ Sơn Kim Len đang có phân khu 4 chuẩn bị sẽ nhận booking cho phân khu 4 và cũng đang nhận booking cho những khách cũ rồi. The Metropole. Bây giờ chúng ta chạy ngược về phía cầu. Dọc phía bờ sông Sài Gòn của chúng ta sẽ là những cái quảng trường đi bộ rất là đông vui, mọi người sẽ tập hợp ra khu bờ sông hết, thay vì bây giờ chúng ta phải tập hợp len lỏi những cái con đường vắng. Thì sau này sẽ là khu vực bờ sông Thủ Thiêm sẽ là nơi tập hợp vui chơi giải trí. Tiếp tục đã công nhân đã bắt đầu quay lại với công trình rồi, đang lập ráp những cái mảng mà dọc theo cái mạng của cầu. Đây là cái khu Metropole Thủ Thiêm, phân khu 1 Galleria Residence, chuẩn bị giao nhà đó các chị. Tầm khoảng là 3-4 tháng nữa là sẽ giao nhà. Ở phân khu 2 phía sau lưng là đang khởi công hầm móng. Thì hầm móng chắc cũng sẽ hoàn thành trong khoảng là 4-5 tháng nữa. Đây là đại lộ vùng cung nha các anh chị. Tên gọi là Dio Vera Residence thì đã hot hàng ngay từ đợt mở bán đầu tiên. Tiếp đó là phân khu 4. Đây là phân khu 4 ha, đây. Thì trước mặt của chúng ta đó chính là phân khu 4 thì đang nhận booking. Chắc tầm khoảng là 4-5 tháng nữa sẽ mở bán. Đây là cầu Thủ Thiêm 2 này các anh chị, cái lối đi vào nè. Đi vào trực tiếp tới đường Lê Dũng luôn. Các bạn trẻ sau này rất là nhiều hoạt động vui chơi giải trí văn nghệ đây. Phía này là chúng ta sẽ đi ngang hầm Thủ Thiêm, trên nóc hầm Thủ Thiêm á, chúng ta sẽ tới cái khu The Linden, những cái tòa nhà của Empire City.
Linden Chivia. Tới đây thì bây giờ đang ngăn lại các anh chị, sau này chúng ta sẽ qua phía bên kia luôn, sẽ đi xuyên qua đại lộ Vòng Cung tới cái khu gần khu Sala Đại Quang Minh. Đây là về nhìn từ phía quận 1 của chúng ta nè, đó là cái tòa nhà triển lãm của thành phố. Thì chúng ta cứ tưởng tượng là sau này những cái bạn trẻ như thế này sẽ tập trung về cái khu quảng trường đi bộ dọc bờ sông Sài Gòn, ngó về phía quận 1 thì chắc chắn là sẽ rất là đẹp lung linh đến mức độ nào. Đây chúng ta thấy là cầu Thủ Thiêm 2 ha. Cầu Thủ Thiêm 2 đó là một tác phẩm nghệ thuật đó các anh chị, đẹp hơn cầu Thủ Thiêm 1 rất là nhiều. Sẽ dùng những cái ánh sáng chiếu lên những cái đoạn di văn như thế này. Đây thì cái đoạn đường từ cái cầu Thủ Thiêm 2 sẽ đi xuống thẳng qua nói tới cái đường ven hồ trung tâm. Đây là cái đoạn đường ven hồ trung tâm bây giờ là đang làm này các chị, thì đang chảy đất đá dâm, sẽ nối qua đường ven hồ trung tâm phía ngoài kia luôn. Đây là cầu Thủ Thiêm 2 nè, ở Sơn Kim Đen thì có 4 khu đất quá đẹp rồi, trung tâm của trung tâm luôn các chị. Đó là phân khu 1, thuộc cái phân khu 1, chức năng 1. Mà chức năng 1 đó là chức năng mà có vị trí đắc địa nhất của toàn khu Thủ Thiêm. Đó là trung tâm tập trung về kinh tế tài chính của Thủ Thiêm trong tương lai. Nên dễ hiểu là khi mà những cái dự án như thế này mở ra thì hot ngay từ lúc đầu rồi các anh chị. Suốt người nước ngoài bao giờ cũng full hết. Tại vì ở nước ngoài thì người ta đã hiểu rõ được cái mức độ quan trọng của những cái khu đô thị mới kề cận khu đô thị trung tâm hiện hữu như thế nào. Chẳng hạn như Đinh Thượng Hải đi, phố Đông thì hiện bây giờ giá cả đã mắc hơn phố Tây khá là nhiều rồi, thì cũng tương đương với Việt Nam của chúng ta đi sao thôi. Tầm khoảng dài năm nữa, năm cho tới 7 năm nữa thì toàn khu Thủ Thiêm sẽ mọc lên hết, thì giá sau này được dự kiến là sẽ cao hơn quận 1. Thì Khoa sắp có những video clip và flycam về cái hình ảnh mà cập nhật tiến độ cầu Thủ Thiêm mới nhất cùng với những dự án lân cận như Metropole Thủ Thiêm hay là Empire City, cùng với đó là những cái tòa nhà này, The River Thủ Thiêm. Thì các anh chị hãy đăng ký theo dõi video clip nha, đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của Khoa. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Các anh chị có nhu cầu mà ký gửi cho thuê hay là chuyển nhượng căn hộ ở khu vực quận 2 Thủ Thiêm, hay là có nhu cầu về booking những phân khu mới của Empire City hoặc là Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 4, thì hãy liên hệ tới Khoa qua số điện thoại là 0979676655, và sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.